Chiều ngày 1 tháng 8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai thông tin vừa triệt phá thành công một đường dây đưa phụ nữ sang nước ngoài để bán. Trước đó, ngày 11 tháng 7, Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã tiếp nhận đơn trình báo của chị M, sinh năm 2003, dân tộc Mông, trú tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, về việc bị một nhóm đối tượng lừa sang Trung Quốc bán. Tiếp đó, ngày 28 tháng 7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã triệu tập các đối tượng gồm Thảo A Dơ, dân tộc Mông, trú tại xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, Sùng A Sì, dân tộc Mông, trú tại xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, Nguyễn Thị Duyến, dân tộc Giái, trú tại xã Mường Vi, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Các đối tượng khai nhận, khoảng giữa tháng 5 năm 2023, Hoàng Thị Duyến thống nhất thỏa thuận với một người đàn ông Trung Quốc tên Bao về việc đưa phụ nữ sang Trung Quốc bán. Sau khi thỏa thuận xong với Bao, Duyến đã gọi cho Sùng A Sì đi tìm phụ nữ để lừa bán. Sùng A Sì nói với Thảo A Dơ rằng mỗi phụ nữ sau khi được bán, các đối tượng sẽ kiếm được khoảng 10-20 triệu đồng để chia nhau. Dơ đã đồng ý. Thông qua mạng xã hội, Dơ quen biết M và tán tỉnh yêu đương. Dơ nói muốn lấy nạn nhân làm vợ. Đến ngày 10 tháng 7 năm 2023, Dơ điện thoại rủ M lên Lào Cai thăm nhà Dơ. Dơ có nói với M là gia đình có cửa hàng bán quần áo bên Trung Quốc, mục đích là lừa đưa M sang Trung Quốc bán. Dơ đã liên lạc với đồng bọn để làm sổ thông hành cho nạn nhân sang Trung Quốc, giao nạn nhân cho Sì và Duyến để làm thủ tục đưa sang bên kia biên giới. Sau khi đến phòng trọ của Bao tại huyện Hà Khẩu, Trung Quốc, M phát hiện bị lừa bán nên đã lợi dụng sơ hở của Bao, lén lấy sổ thông hành và trốn ra cửa khẩu về Việt Nam. Ngày 31 tháng 7 năm 2023, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán người xảy ra tại phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.